Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft thời đại khủng long. Ở tập trước thì chúng ta đã có được một cái người bạn mới, đó chính là Triceratops, cực kỳ khuôn ngầu á. Nhưng mà hiện tại thì hơi tiếc thì em chưa có mặc giáp các bạn à. Nên là sắp tới chắc là mình phải gán kịp tìm thêm Netherite để sắm cho em một bộ giáp á, từ đó giúp em chiến đấu mạnh hơn. Mình nghĩ khi mà có giáp xong á, Triceratops có thể một mình và cần tới 5 anh di cá dùng Savannah các bạn à. Các bạn thì sao? Các bạn đoán một mình em khi mặc full giáp sẽ cần được bao nhiêu khủng long ở dùng Savannah ha. Rồi, còn ngày hôm nay thì chắc là công việc của mình sẽ không ở trên mặt đất nhiều đâu các bạn, bởi vì mình vẫn chưa tìm ra được DNA của Encrusted các bạn à. Đây là một cái loài nhìn giống như là con ong hay con bọ gì đó các bạn à, màu vàng. Mà mình thấy mình có thể hồi sinh cái loài này bằng cách là chúng ta lấy DNA và cho vào máy ấp á. Và cái DNA này thì sẽ được tạo ra từ Amber Fossil, một loại hóa thạch mà mình chưa có đào được lần nào luôn các bạn à. Nên là hôm nay mục tiêu của mình sẽ là đi săn cái mẫu hóa thạch đó. Nhưng trước tiên thì để mình sửa lại cây cúp cái đã. Cây cúp mình nó cũng hư khá là nhiều rồi, sửa lại một tí ha. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ sắm thêm một cái vũ khí tấn công tầm xa nữa, đó chính là một cây cung. Nhưng mà cây cung này thì nó hơi dài ha, tại lỡ xài kiếm dài dài rồi, xài luôn cây cung dài dài luôn các bạn cho nó hợp lý ha. Úi xà, ui cây này dương khá là lâu các bạn ơi, nhưng mà mình nghĩ nó bắn sẽ rất là mạnh đó. Ok, hổ không có ở đây đúng không? Ổn ổn ổn, vô đây để enchant đồ các bạn. Đi enchant đồ mà phải lén lút gì đó, khổ chưa. Rồi, vào đây chúng ta sẽ cho cây cung vào ha. Sức mạnh luôn, quá đã. Ui, nó phun vọng luôn các bạn ơi, vô hạn, lửa, bật lùi, chậm hỏng. Trời đất ơi, một phát được cái cung VIP cực kỳ luôn. Dự là hôm nay lại là một ngày may mắn của mình hay sao đây. Rồi, và lên đường luôn thôi các bạn, đi liền cho nóng. Mà công nhận á, lúc không tìm á thì gặp hoài, tới lúc mà cần tìm thì không hề gặp luôn các bạn ơi. Chả hiểu sao luôn á trời. Từ cái bữa mà mình có cây cúp kim cương tới giờ là mình không gặp lại cái Amber Fossil luôn nha. Đúng cây luôn các bạn ơi. Ủa cái gì? Ủa sao đá bên sau này nhìn lại vậy? À, bên đây có cái spawner của mấy con nhện các bạn ơi. Bảo sao? Ủa sao nó bị gì vậy? Ok, bắn nó luôn đi. Ok, spawner mình đập. Vàng thì mình lấy nè. Trong rừng nó cũng cho mình một ít cái đồ lặt vặt các bạn ơi. Đập spawner nó còn rơi ra cái mảnh nữa à. Oh, được đấy chứ. Lượm luôn. Còn cái này là muscle hả? Cơ bắp. Ok, mình sẽ nâng cấp lên luôn ha, để mai mốt mình có cơ bắp xây dựng cho nó dữ các bạn. Rồi, có hoa thạch thêm nè. Anh thủ đào. Ui da. Ui, còn gì nữa vậy? À, lại thêm chỗ spawner khác. Hai chỗ spawner nó cạnh nhau luôn. Wow, hợp lý đấy chứ. Trong rương thì đồ hơi bèo nha. Enderman, hello. Long time no see. Ui, mình xuống tới tận gần tới nhung nham luôn rồi đó, mà không hề gặp thêm bất kỳ cái Amber Fossil nào, mà toàn gặp spawner không mà cay vậy trời. Tôi có đi tìm cái spawner đâu mà cho gặp hoài vậy. Ồ, được, cho tôi gặp thêm spawner giống vậy nha. Sách sửa chữa mới chịu nha. Ảo vậy. Vô tình hốt được cái quyển sách sửa chữa luôn các bạn ơi. Im ru luôn. Ở đây có quặng opa nè, lượm luôn ha. Ui, ngọc lục bảo. Wow, còn có cái túi bọc gì nữa nè các bạn. Ồ, cái túi bọc này có thể đựng đồ. Ồ, khá tiện á, mình sẽ cho sắt với vàng vô đi. Ui, mà nó chứa không được nhiều lắm hay sao á. Ui, ui sao chỗ này quen quen ta. Hình như đây là chỗ chứa cái bàn nghiên cứu về Alex Cave đó các bạn. Từ từ, mình coi cái rìu. Ui da, cái rìu mình không còn. Thôi không sao, mình đục tường mình vô luôn. Rồi, phải không? Ui chuẩn luôn rồi các bạn, kìa. Các bạn nghiên cứu kìa. Ủa sao đây hai giường chứ? Ui 4 cái giường luôn. Ui còn có bơm nữa, ghê vậy. Cái bàn này thì cũng giống vậy ha. Có dấu gì khác không? Có cave tablet các bạn ơi. Đây là những thứ mà mình nên cày cuốc nè. Được đó nha. Còn cái bàn này thì thôi, lỡ rồi lấy thêm luôn đi. Mang về sưu tầm các bạn.
Ê, khi mà mình qua một cái hang khác, có vẻ là mọi thứ đã thay đổi rồi các bạn ơi. Mình đã gặp lại cái Amber Orc hay sao rồi kìa. Cái quặng màu tím tím đặc trưng. Ủa lộn, quặng màu cam cam đặc trưng. Ủa? Ui chuẩn rồi, không lệch đi đâu được. Nhảy qua đó liền. Ui dạ. Rồi, chính xác, Stone Amber Orc. Và để coi coi, đây rồi. Mình có được cái thành tựu luôn kìa các bạn ơi. Chiến này là bội thu nha. Mình chỉ cần duy nhất một cái Amber Fossil thôi là chúng ta đã có thể tạo ra được. Ủa? Ủa cái gì vậy? Wow, cái Amber Orc này nó... Ủa chủ, kim cương hả? Cái Amber Orc này tạo ra được nhiều DNA của rất là nhiều giống loài khủng long dữ các bạn ơi. Mình thấy có khủng long bạo chúa hay sao á. Nè, trong cái bàn phân tích nó hiện thị nè các bạn. Wow, Brachiosaurus rồi nữa. Đây là một loại hóa thạch mình nghĩ cực kỳ hiếm nha, bảo sao. Tại vì nó liên quan tới khủng long bạo chúa các bạn, nên là nó khó tìm là phải rồi. Vì mà lúc đầu mình gặp nhóc luôn á, thiệt tình éo lè thiệt chứ. Rồi, giờ mình sẽ tranh thủ đào ít cái hóa thạch khác nữa, kiếm thêm coi. Nhiều khi đào ở mấy chỗ nông nông như vậy các bạn, mình lại dễ gặp được Amber Orc hơn á. À, bạn nào có nhu cầu mua app Roblox, Lovefruit cũng như là Unit Talent thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Lên shop ở dưới phần bình luận video á. Ok. Hình như mình lọt vô động bàn tơ hay sao vậy? Ui dồi, động bàn tơ hàng riêu đây rồi các bạn ơi. Mạng nhện đóng tùm lum luôn á. Yêu, nhiều mạng nhện lắm. Trời ơi, đâu đâu lòi lòi ra con nhện chúa cái là ha. Chạy em kịp á nha. Ui, trời ơi, cái nhóc kia đang cầm thế tên. À dạ dạ, mấy con này để làm gì? Cái khiên mình đỡ bị dữ. Tới công chuyện, tới công chuyện. Ok. Ồ, ở đây có công trình nữa hay sao nè. Ui thiệt các bạn ơi, gặp đúng người liều rồi. Vô luôn các bạn ơi, không có ngại ngùng gì hết á. Wow, ở đây có rất là nhiều rương nha. Có kiếm các thứ đâu nè. Cả mấy con xương nữa. Đây, mình sẽ xử nó. Ừ, con xương gì cao đi. Có thiệt không? Con xương này nó bắn có hiệu ứng hay sao á. Cây hạ nó đi. Còn rương khác không? Thẻ tên các thứ. Có vẻ là đồ ở đây nó cho không giá trị lắm các bạn ơi. Còn là mấy cái lặt vặt không à. Ở đây thì nó có một cái bức tượng gì đó ha. Có sừng nữa kìa. Bức tượng bị cắm sừng. Trong này. Ui, có khi nào. Ui, chuẩn bài rồi, mình đoán đúng rồi các bạn. Nó có dấu đồ dưới này. À, dấu thêm ngọc lục bảo. Ok. Còn gì khác không? Mình nghĩ là còn á. À, cũng vậy. What the heck. Cho tôi thêm cái gì đó giá trị khác đi. Ở kia. Toàn là ngọc lục bảo thôi các bạn. Thôi kệ, tích góp nha. Mới mốt mình để dành, mình đi shopping cũng được. Bên này có vẻ là căn phòng cuối cùng rồi đó. Chuẩn luôn. Vậy là chúng ta sẽ gom được rất là nhiều ngọc lục bảo mang về ha. Lại thêm một cái Stone Amber Orc ở đây. Hả? Ui, ở đây còn nữa. Ui, cái này nhiều nha. Ủa, cái này nó đào ra hai thứ. À, giờ mình mới để ý ta. Lần lượt là Amber Chunk với cả là Amber Fossil, hai cái riêng biệt nha các bạn. Wow, Amber Chunk thì mình có thể dùng để làm khiên đồ nữa nè. Hey, cũng có nhiều ứng dụng ấy chứ. Còn cái hóa thạch thì mới là cái mà dùng để phân tích á. Alright, vậy là nãy giờ mình hiểu nhầm mà. Trời ơi. Rồi, coi ở đây còn không. Ui dạ, cái hang nhỏ gì mà được phép đấy chứ. What? Lại thêm một chỗ cho mình những cái miếng tablet các bạn ơi. Ủa, trong thùng này. Rồi, đây đến trong thùng luôn. Ui, lần này nó còn cho mình một cái cave compendium gì nè. Ê, what? Ui, wow, cuốn sách này mở ra đẹp lắm các bạn à. Nhưng mà hiện tại thì kiến thức của nó đang chưa được giải mã nhiều lắm. Mình phải từ từ nghiên cứu thêm á. Ok, chỗ này thì giống chỗ hồi nãy ha, có bơm với lại cái bàn này. Thôi cái bàn đó thôi, lấy một cái được rồi. Quyển sách này thì phải chế tạo ha.
Ok, vậy thì mình sẽ tiết kiệm được một cái cây tắp lệ rồi. Đã lương, đã lương. Mà phải công nhận là cái Amber Fossil này, Amber Orc này nó cực kỳ hiếm luôn các bạn ạ. Trời đất ơi. Đây, tìm thêm được hình như có hai cái thôi. Lần này thì không được nhiều lắm rồi các bạn ơi. Anh Goblin, hello. Được. Mình đang có nhiều sắt với bạn thô lắm các bạn ơi. Đổi với ảnh đi. Bây giờ mình đổi hết của ảnh luôn. Rồi, đỡ phải nấu các bạn ạ. Tên này đi chỗ khác. Người ta đang mua bán mà lại quýnh quýnh cái gì. Ủa anh Goblin đâu ạ? Đây. Đổi tiếp gì không anh ơi? Có vẻ là anh đổi thịt zombie lấy than hả? Ok, ủng hộ anh ảnh xíu luôn đi ha. Ít ra thì chuyến đi này chúng ta cũng thành công rồi các bạn, vì đã tìm lại được những cái quặng Amber và từ đó lấy được Amber Fossil. Bây giờ mình đang có 19 cái Amber Fossil, nên là chúng ta sẽ thử vận may một xíu ha. Cho vô đây để xem coi mình có may mắn và tìm ra được DNA của cái loài Encrusted hay không. Ui, mình được DNA của khủng long bạo chúa. Trời đất, anh Long. DNA của anh Long các bạn ơi. Oh my gosh. Hả? Nữa? Cái gì vậy? Sao toàn là DNA của anh Long không vậy? Chắc tại nhà mình có anh Long quá. Ủa đâu rồi, ở đây. Triceratops. Mình phải làm thêm mấy cái flat mới được. Rồi, cho vô để tiếp tục phân tích ha. Mình sẽ đợi luôn. Nào. Ủa, lại trùng kìa. Sao dễ trùng vậy ta? Có đôi có cặp hết luôn rồi nè. Ơ kìa, có gì đó không đúng ở đây nha. Cái máy này xui rồi. Thôi, đổi máy thôi. Máy này xui quá. Ồ, ra loại mới rồi. Brachiosaurus. Được nha. Mình sẽ đổi sang cái máy này đi. Ok, thử máy mới coi nó có hơn không các bạn. Dì. Ủa, lại là Brachiosaurus. Mặc dù có đôi có cặp gì cũng vui đó, nhưng mà sẽ vui hơn nếu như mình có liền Encrusted ha. Ồ, đây rồi. Yes. Cậu được ước thấy các bạn ơi. Mình đã tìm được DNA của Encrusted rồi. Tiếp theo, mình sẽ cho vô cái máy ấp ha. Ở dưới này mới đúng. Rồi, DNA cho vào. Chuẩn bị thôi các bạn. Chúng ta cuối cùng cũng đã hồi sinh được cái loài này rồi. Hình như á, khi mà mình hồi sinh cái giống loài này, mình chỉ cần đặt cái trứng ra thôi các bạn, nở ra là sẽ bự bành chà ná luôn. Rồi sau đó mình sẽ có thể farm được rồi đó. Háo hức nha. Rồi ở đây thì mình sẽ tiếp tục có DNA của Brachiosaurus. Nói chung thì nãy giờ quanh quẩn mình chỉ mới được có 4 loài thôi các bạn à. Khá là ít luôn. Lần này thì sao? Lần này có giống loài mới nè. Đã quá. Hôm nay có vẻ mình cũng khá là may mắn nha. Rồi, và sau cùng thì chúng ta cũng đã có được một cái Encrusted Sack. Và cái này hình như phải đặt xuống hay sao á. Đúng rồi, mình sẽ đặt xuống á. Và chờ đợi các bạn ơi. Ok, đợi luôn. Ngại gì vết bẩn. Xuất hiện đi. Lẹ lên đi. Ui, đây rồi. Nở rồi các bạn ơi. Ê. Trời đất ơi. Cái chỗ nuôi cụ mà lại bắn cái gì. Kìa nó bắn kìa các bạn. Này thì bắn tùm lum hả? Ok. Và đây rồi. Mình đã có được cái organ rồi các bạn. Encrusted organ. Trời ơi, có cái thứ này thôi mà chúng ta phải mất tới tập thứ 8. Tập thứ 8 thì chúng ta mới sở hữu được. Cây thiệt á. Nhưng không sao, thành quả rất là xứng đáng á. Mình sẽ làm liền cái incubator thôi. Lấy thêm một cái organic odd cho vô trong này ha. Lộn, trong này mới đúng. Ok, vậy là chúng ta đã có được incubator. Đây là thứ giúp mình có thể tiến hành up một vài cái loài khủng long đó các bạn ơi. Rất là đã nha. Cái máy này mình sẽ đặt ở phía dưới luôn đi ha. Wow, trông cũng khá là hiện đại đấy. A few moments later. Ôi, hình như mình hiểu sai về công dụng của cái này rồi các bạn ơi. Cái này chủ yếu là up những cái nhau thai, chẳng hạn như là em hổ răng kiếm nè, còn không là voi mammoth đó các bạn, hoặc là Megatherium, rồi Gigantopithecus nè, và cuối cùng là Paraceratherium. Chỉ có vài giống loài đó là cần tới cái máy này ha. Ui, là bữa giờ mình lo xa ta. Rồi còn cái trứng này chắc mình sẽ ẩm đem ra ngoài cái đó, tại vì nếu mà muốn ấp cho nhanh á thì chúng ta nên đặt ở ngoài cỏ các bạn.
Đấy, đặt ngoài cỏ thì nó mới mau nở ra được á. Vậy là sắp tới hầu hết là tất cả các loài khủng long mình đều có thể hồi sinh được rồi đó nha. Ngon ngon. Thì tiếp theo là mình sẽ gán đợi cho các em này nở ra thôi các bạn ơi. Chắc cũng sẽ khá là lâu đây. Nở rồi. Wow. Loài Ultraraptor này cực kỳ đẹp các bạn ơi. Coi kìa. Quay. Dễ thương thật sự luôn á. Nhìn em trông rất là ấn tượng á. Ui em đang ngủ hay vậy? À không không không, em không ngủ. Wow. Đã nha. Em này chắc là thân thiện các bạn. Nên là ok. Tại vì nhốt trong nhà, mình sẽ để em đem vô khu vực của mấy loài khủng long thân thiện. Ừ nhưng mà từ từ. Trong này có cá sấu thời tiền sử, không biết là cái nhóc nó có cắn em này không nữa. Ui ui cái gì vậy? Em khủng long rồi. À em còn thai long nữa hả? Wow. Chúng ta có thể chế tạo cái ủng từ lông của cái loài khủng long này nha. Trời ơi, gụm lông tùm lum vậy cưng. Em cho mình lông các bạn. Đã. Ừ, để đảm bảo an toàn cho những loài khủng long ăn cỏ hoặc là khủng long thân thiện trong tương lai, chắc là mình sẽ làm một nơi ở riêng cho cái em cá sấu này quá. Ừ, tại vì em này dù sao bản chất em cũng rất là hung hăng đó đó các bạn thấy không. Ê, mình lại gần. Ê, thôi. Trời đất ơi. Đụng vô mình một cái thôi. Mấy em kia dí lại khô máu luôn các bạn ơi. Đấy, nên là mình nên tách biệt loài nào mà thân thiện với lại loài nào mà kiểu hay nóng tính ha. Như vậy thì sẽ tốt hơn các bạn. Tạm thời thì chắc là mình sẽ để cái nhóc khủng long này ở trong chuồng ngựa đi ha. Hy vọng là đừng có ăn ngựa mình. Ủa lộn, chuồng cừu của mình. Hy vọng là đừng có ăn cừu mình. Ủa cái gì? Hả, trèo ra ngoài được hả? Ê, sợ nha. Rồi anh Long cũng muốn ra ngoài lắm rồi đó nhưng mà không được các bạn ơi. Mình phải để Long đó tới khi nào mà mình đủ sức, mình thuần hóa ảnh thì thôi các bạn. Rồi giờ thì chắc mình sẽ làm liền luôn á. Khu vực xây thì mình sẽ tận dụng cái phần đất trống này ha. Sau đó đặt một cái tâm ở đây đi. Kéo dài ra để chúng ta làm cái hình tròn. Nó sẽ bự cỡ cái này được chưa nhờ. Ok. Tròn dữ chưa. Hình tròn của Lộc là nó sẽ như vậy á các bạn. Xí xó nha. Rồi cái cổng thì sẽ ở đây, cao lên thêm 3 ô nữa hả. Rồi tại vì có một mình em sống rồi nên là mình sẽ làm vừa ha. Mới mốt thì mỗi loài mình nghĩ cách tốt nhất á là sẽ cho vô một cái nơi ở riêng các bạn, thì sẽ đỡ bị hỗn chiến giống như hồi nãy mất công lắm. Mình vẫn sẽ có những cái cột ở một số cái góc cần thiết ha. Đó, để nhìn cho cái khu vực này nó kiên cố hơn các bạn ơi. Đấy, một xíu thôi là chúng ta đã sơ qua được cái phần khung rồi. Khúc này mình nên cho thêm một cái cột nữa đi. Tương tự ở đây. Đó, ngon lành ngay. Ồ, chỗ này cũng vậy. Bước còn lại là chúng ta sẽ lắp kính vào ha. Nói chung thì nơi ở của mấy cái em này á, mình sẽ ưu tiên dùng kính để mình có thể quan sát ở bên trong á các bạn. Mà vẫn tạo cảm giác kiểu như không gian nó thoáng thoáng một xíu. Vậy là rất nhanh thôi, chúng ta đã có được một cái nơi ở cho nhóc khủng long kia rồi. Ơi chưa còn thiếu chỗ này. Mình sẽ lắp nốt kính vô cái đó. Rồi sau đó ẵm em khủng long và đưa vô trong thôi. Này ông cháu ơi, vô đây. Hey. Hello. Ui. Ui. Đúng rồi, vô nơi ở mới nè. Nhỏi này hung dữ quá các bạn ơi. Ủa sao dí gì kỳ vậy? Dí tới đây rồi chê hả? Không chịu vô. Đúng rồi, vô đi. Rồi, ok. Vậy đó có phải ngoan hơn không? Ok. Đấy. Đẹp luôn ngang. Rồi, bước cuối cùng. Để chắc cú hơn vào buổi tối thì mình có thể cắm thêm đuốc bên trong á các bạn. Nhưng mà giờ thì chắc mình phải đi ngủ rồi đã, cho bớt quái. Với lại mình hồi phục máu lại rồi mới dám vô các bạn ơi. Chứ không thôi là em bụp mình thiệt đó, không có đùa đâu. Các bạn ơi, mình thấy ở đây có DNA của cái em này rất là dễ thương nè. Em có con mắt trố các bạn ạ. Nhìn mắt cười lắm. Ok, mình sẽ thử hồi sinh em ha. Mình nghĩ em cũng sẽ thân thiện thôi. Nên là mình nghĩ nếu mà mình đưa em vô trong cái khu vực này để sống chung với cả cái em kia. Ủa đòi
Đây đây đây, sống chung với em Austral Raptor này chắc cũng sẽ ổn á các bạn. Wow, em này mà lớn lên mình nghĩ sẽ còn đẹp hơn nữa các bạn ơi. Em sắp lớn rồi. Chắc là mình sẽ ở đây và bắt chọn khoảnh khắc mà em trưởng thành á. Trời, háo hức nha. Trời ơi, có mấy cọng lông mà em bứt hoài rồi một hồi ha, gụng trụi lông đó nghe, anh nói trước đó. Sắp rồi các bạn ơi, 10 giây đếm ngược thôi. Chúng ta sẽ thấy được khoảnh khắc em Austral Raptor này sẽ lớn lên. Và khi lớn lên không biết kích thước em sẽ thay đổi nhiều hay không á. Ui trời. Wow. To đột biến luôn các bạn ạ. Quay. Được vậy. Em này thì hầu hết là sẽ dành thời gian để đi ăn cá ha. Hoặc là mấy cái loài nhỏ nhỏ. Nhưng mà ví dụ mình đút em ăn cá thì em có chịu ăn không? Ừ, mình sẽ thử ha. Mình có một ít cá hồi nè. Thử coi. Em chưa ăn không? Ui mình không đút được các bạn ơi. Ui có vẻ là em tự bắt thì em tự ăn thôi chứ mình đút em không có ăn. Oh man. Ây da. Ok. Thôi. Trở lại với bên trong nhà thôi. Nãy giờ ngắm cũng lông bự đủ rồi. Trong này thì DNA của cái loài mắt trố. Ủa đòi. Hả? Ủa đâu ta? Đây đây đây. Nè. Đã xong rồi các bạn. Thành cái trứng rồi. Mình sẽ đem vô trong khu vực này để chúng ta ấp luôn ha. Đây, mình sẽ đặt ở trong này. Ui da, cái trứng có chút xíu à. Và mình đoán là em này cũng sẽ nhỏ thôi các bạn, không có to đâu. Ui. Nè nè nè, nở luôn rồi. Ui, em có 3 trái tim thôi à các bạn ơi. Nhưng mà rất là thấy cưng á, coi nè. Trời đất ơi. Mỗi lần mình ẵm một cái loài nào đó thì mình sẽ được một cái thành tựu á các bạn. Nói chung thì cũng khá là hay. Ê, 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 ê. Ui, 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 ui. Ui, em này bay được. Ui, no. Ui, no. Đáp xuống cưng ơi. Ui, mày quá, em đáp rồi. Ok, lại bay nữa. Chụp, chụp, chụp. Ok, 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 thành công. Anh thằng ơi, mém nữa là mất em này rồi. Em biết bay. Mình chưa có nơi ở cho những cái loài nào mà biết bay các bạn ơi. Thành thử ra là bây giờ. Chắc là mình sẽ nuôi em ở trong nhà đi ha. Để bảo vệ em nữa, chứ em có 3 trái tim thôi à. Cực kỳ mong manh, dễ tổn thương luôn. Rồi đó, cưng bay cũng né né mấy cái chỗ này nha, đừng có bay ra ngoài là được. Rồi, vậy là hôm nay chúng ta hồi sinh được thêm 2 loài thời tiền sử rồi các bạn. Nói chung thì khá là hay ha. Quá đã luôn. Ồ, cái hàng đầu tiên á, còn 2 loài nữa các bạn. Lần lượt là Antatopela. Nè, mình có DNA luôn. Ok, cũng như là Ammonite. Đây giống như là loại ốc gì đó. Mình có DNA ở phía dưới này ha. Ok, mình sẽ cho vô cái cultivator để nó tiến hành công việc cần thiết để biến thành những cái trứng. Ồ, đây đây đây, hết hồn, tưởng đâu em bay ra ngoài rồi chứ. Ở ngoài có anh Long nha cưng. Anh nói rồi đó cưng mà ha, không bình tĩnh, không giữ mình là ha. Cưng vô bụng anh Long đó. Anh nói trước rồi đó. Rồi, chờ đợi thôi các bạn. Còn thêm 2 loại nữa thôi. Wow, vậy là trong ngày hôm nay mình đã có thể hồi sinh được đâu 1, 2, 3, 4. Sắp 4 loại các bạn à. Quá tuyệt vời luôn á chứ. Có vẻ là cái tiến độ hồi sinh sinh vật thời tiền sử, thời cổ đại của mình á, ngày càng nhanh đó các bạn ơi. Mà trời cũng tối rồi, đi ngủ đi. Ừ, thức khuya hoài. Hư hư, thức khuya là hư. Và sáng dậy cũng là lúc cái DNA đã biến thành cái trứng. Yeah, bên này cũng vậy. Alright. Rồi, vẫn như thường lệ mình sẽ vô trong khu vực này ha. Hiện tại thì mình chỉ mới có 2 khu vực thôi. Và trong tương lai thì mình sẽ cố gắng làm nhiều khu vực hơn, để chúng ta có thể cho những cái em này có môi trường sống nó thoải mái hơn á các bạn. Rồi, trước mắt thì mình sẽ ấp cái trứng của Ammonite trước ở đây. Còn cái trứng của em này mình sẽ đắp ấp ở cạnh luôn ha. Ui, nở luôn rồi kìa. Oh, Ammonite nở nhanh lắm các bạn ơi. Wow. Đây giống như là một loại ốc ha, thời cổ đại ha các bạn. Còn cái trứng của em Antatopela này chắc phải đợi lâu hơn một xíu nè. Sắp rồi, mình thấy. Ui, đây, 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 nở luôn rồi. Wow. Em này trông cũng khá là đặc biệt á các bạn. À, kiểu như em sẽ có một cái lớp vảy sần sùi ha. Chắc là để bảo vệ cơ thể đây. Wow, và em này cực kỳ nhiều giáp luôn. Các bạn nhìn cái lượng giáp của em coi. Khá là nổi trội nha. Và hôm nay trong 4 loài mình hồi sinh thì các bạn ấn tượng với loài nào nhất? Riêng mình nha, mình ấn tượng với cái em này nhất các bạn ơi. Bởi vì cái diện mạo của em trông rất là chất chơi luôn các bạn.
nè. Còn các bạn thì sao? Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn ở dưới phần bình luận nha. Và nói chung thì hôm nay cũng là một ngày tuyệt vời đối với mình rồi. Vậy mình đã có đầy đủ các công cụ để trong tương lai mình sẵn sàng hồi sinh tất cả những loài thời cổ đại, chỉ cần có đủ DNA thôi. Và sắp tới liệu rằng mình sẽ hồi sinh loài khủng long nào đây? Câu trả lời sẽ có trong những tập kế tiếp nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. À, và bạn nào có nhu cầu mặc Roblox, Lovefruit cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Còn bây giờ thì tạm biệt. Bye bye.